Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe có thể nói là một siêu phẩm ạ. Chiếc xe này là một siêu phẩm này là chỉ dành cho những người đam mê xe Mỹ thôi ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Camry nhập Mỹ quý vị và bạn nhé, phiên bản LE. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và nhập về Việt Nam là 2011, đăng ký năm 2011 quý vị bạn nhé. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này đã lăn bánh được 58.000 dặm rồi quý bạn ạ, 58.000 dặm tức là 5 vạn 8 dặm rồi quý bạn nhé. Đấy, nếu tính là km thì nó khoảng độ 10 vạn km, và cái đồng hồ này đồng hồ chuẩn đấy, một chủ từ đầu quý bạn nhé, không tua đâu ạ, và đồng hồ chuẩn. Chiếc xe này là màu bạc và phiên bản LE này là phiên bản đủ rồi các bạn nhé. Xe được trang bị la răng đúc này, cửa nóc này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, điều hòa tự động. Đấy. Phiên bản đủ này nó khác với phiên bản thiếu nhé. Một số cái phiên bản thiếu cũng là Camry LE, cũng là 2010, 2011 chẳng hạn, như là nó có phiên bản thiếu là nó không có cái điều khiển âm thanh trên vô lăng và không có cửa nóc, đấy là phiên bản thiếu quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, một chủ từ đầu quý bạn nhé, chỉ một chủ từ đầu thôi, biển Hà Nội. Đấy, biển 5 số rồi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 638 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Camry Mỹ phiên bản LE này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Camry LE phiên bản nhập Mỹ 2011 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
luôn.